Chiều 16 tháng 9, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về việc tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ hợp tác phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị giữa hai địa phương. Dự làm việc về phía tỉnh Sơn La có các đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành địa phương đơn vị liên quan. Về phía thành phố Hải Phòng có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành địa phương liên quan. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định mối quan hệ truyền thống hợp tác giúp đỡ tốt đẹp giữa hai tỉnh thành phố suốt nhiều năm qua. Thời gian gần đây do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và một số lý do khác nên hợp tác giữa hai địa phương mới tập trung vào một số lĩnh vực liên quan đến xuất khẩu nông sản, tiếp nhận lao động Sơn La làm việc tại Hải Phòng. Đầu năm 2022, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo ba tỉnh thành phố gồm Hải Phòng, Hưng Yên và Sơn La thống nhất thực hiện phối hợp giữa các địa phương thông qua ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, đồng chí Nguyễn Hữu Đông trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố Hải Phòng tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình ký kết này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La thông tin một số quan điểm mới được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện nhằm đưa Sơn La trở thành trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của khu vực miền Bắc, cực tăng trưởng trung tâm kinh tế tiểu vùng Tây Bắc và hình thành phát triển hành lang kinh tế Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên đến cửa khẩu Tây Trang và sang nước bạn Lào, trung tâm chế biến nông sản của vùng Tây Bắc. Đồng chí mong muốn lãnh đạo thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm, giới thiệu các nhà đầu tư đến Sơn La để đầu tư phát triển thủy điện, điện gió và điện mặt trời, cũng như chia sẻ kinh nghiệm thu hút đầu tư, giới thiệu nhà đầu tư trong chế biến nông sản, hỗ trợ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ Chính trị giao. Đồng chí mong các nhà đầu tư Hải Phòng nghiên cứu, tìm hiểu, đầu tư vào các lĩnh vực, trong đó có hạ tầng du lịch tại tỉnh Sơn La, tiêu thụ xuất khẩu các mặt hàng nông sản sạch từ cây ăn quả, cây cà phê. Về công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tỉnh Sơn La mong muốn thành phố Hải Phòng chia sẻ mô hình mới, cách làm sáng tạo như triển khai xây dựng trường chính trị chuẩn. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La chúc đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phát huy những kết quả đạt được đáng tự hào hiện nay, tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa về phát triển kinh tế xã hội thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến trân trọng tình cảm sâu đậm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La và các thành viên đoàn công tác cũng như cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng trong suốt thời gian qua. Đồng chí tin tưởng sau hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Sơn La và các cấp ủy Đảng, chính quyền đơn vị hai địa phương tiếp tục duy trì truyền thống, làm tốt hơn nữa 6 nội dung ký kết trong biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển cũng như các nội dung khác. Thông tin về kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội thành phố, trong đó có phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, thu hút nhân lực lao động, tập trung chuyển đổi số. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, giai đoạn hiện nay, Hải Phòng được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội đặc biệt quan tâm, ban hành nghị quyết riêng đặc thù đối với sự phát triển của thành phố. Trong đó giao Hải Phòng cùng các bộ, ban ngành trung ương và các địa phương gồm các tỉnh khu vực Tây Bắc nói chung, Sơn La nói riêng để liên kết, phối hợp, mở ra hành lang phát triển kinh tế xã hội nhằm xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hoàn thành trước năm 2025. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ vui mừng trước bước phát triển mạnh mẽ, thành công bước đầu của tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay, nhất là phát triển công nghiệp, chế biến sản phẩm nông nghiệp và mong muốn được tiếp cận trao đổi kinh nghiệm với tỉnh về vấn đề này. Đối với điều kiện phát triển của Hải Phòng hiện nay, thực hiện nhiệm vụ trung ương giao và duy trì phát huy truyền thống đoàn kết, thành phố có trách nhiệm giúp đỡ tỉnh Sơn La cùng phát triển với tinh thần đồng chí, đồng đội, anh em. Về các nội dung trong biên bản ký kết, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Sơn La thống nhất giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân hai tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành địa phương liên quan trao đổi thảo luận biện pháp triển khai cụ thể, với mong muốn đạt kết quả cao hơn so với các nội dung đề ra. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Tỉnh ủy Sơn La ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh thành phố giai đoạn 2022-2025, trong đó hai địa phương thống nhất 6 nội dung hợp tác gồm: hợp tác về công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị, hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực,
hợp tác về phát triển sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm nông sản, hợp tác về thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hợp tác xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hợp tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hợp tác về du lịch, phát triển văn hóa xã hội, các chương trình an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn và hợp tác bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La thăm khu du lịch Cát Bà, huyện Cát Hải, cử tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và triển khai thực hiện đề án trường chính trị chuẩn, thăm và làm việc tại trường chính trị Tô Hiệu, tìm hiểu kinh nghiệm về vấn đề này.